ngày sinh của bạn là một món quà vô cùng ý nghĩa mà vũ trụ ban tặng. Ngày sinh là 19, người theo chủ nghĩa cá nhân. Bạn có quyết tâm cao và khát khao độc lập. Bạn có xu hướng đấu tranh để đạt được sự tự chủ mà bạn mong muốn và có khả năng chịu đựng cao trước thất bại trong cuộc đấu tranh giành lấy sự độc lập. Lý do, mong muốn độc lập của bạn quá mạnh mẽ đến mức nó làm lu mờ mọi quan điểm về sự cân bằng khác. Không ai là một hòn đảo tách biệt cả. Vì vậy, tất cả chúng ta đều là một phần của bức tranh. Đây là bài học trọng tâm trong cuộc đời bạn. Hiểu được sự khác biệt của ước mơ độc lập và thực tế của sự phụ thuộc lẫn nhau. Thách thức của bạn là mở rộng quan điểm về bản thân và người khác. Hãy tăng cường trao đổi ý kiến với người khác, kẻo bạn sẽ trở nên tách biệt và bị cô lập bởi chính quan điểm của mình. Bạn siêu bướng bỉnh, điều này có thể xuất phát từ sự sợ hãi. Hãy xem xét để thấy rằng cuộc sống cuối cùng cũng chỉ là một hệ sinh thái, một vòng đời được cân bằng một cách tế nhị, khéo léo, mà ở đó tất cả mọi người đều đem đi theo. Bạn có nhiều tham vọng và có động lực mạnh mẽ để đạt được thành công và quyền lực. Mặc dù tự tin, nhưng bạn cũng thích được động viên, khuyến khích. Bạn là một nhân viên chăm chỉ và là một nhân tố quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào mà bạn tham gia. Mọi người bị thu hút bởi sự cam kết sâu sắc của bạn đối với công việc và sự kiên định khi bạn thực hiện nó. Bạn là người tiên phong tận tâm. Bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được những gì bạn mong muốn. Bạn sẵn sàng thay đổi môi trường của mình một cách thường xuyên và thậm chí thích làm như vậy. Bạn là người hay thể hiện cảm xúc và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Bạn cũng là người có lý tưởng, nhưng nếu lý tưởng của bạn không được thực hiện, bạn có thể trở nên đau đớn và tiêu cực. Bạn là người rất nhạy cảm với nhiều cảm xúc lên xuống thất thường. Với sự quyết tâm, những ý tưởng và sự sáng tạo, bạn có thể đạt được thành tựu và phần thưởng tài chính.